Xin hân hạnh chào mừng tất cả các quý vị đại biểu và các bạn đã đến với VN Alexi Show 2017. Tris. Welcome to the VN Alexi Annual Show 2017. Tris. Quý vị thân mến, khi VN Alexi Show được khởi tạo vào năm 2003 bởi một nhóm các bạn sinh viên không có gì nhiều mà nhiệt huyết và đam mê, họ không có thể ngờ rằng đây sẽ sớm trở thành một trong những chương trình mong đợi nhất trong năm của cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh. Chính những tâm huyết và nỗ lực lớn lao của rất nhiều thế hệ sinh viên Galaxy và bạn bè đưa chương trình trở thành một di sản. Trong nhiều năm qua, sân khấu này đã là nơi tôn vinh các tài năng trẻ, một diễn đàn cho các bạn sinh viên thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ thông qua các tiết mục biểu diễn đặc sắc. Ladies and gentlemen, when VN Alexi Show was conceived in 2003 by that group of young Vietnamese students with little more than their enthusiasm and passion, no one would have thought it would soon become one of the most anticipated events among the Vietnamese community in the UK. It was the tremendous dedications of generations of VN Alexi members and friends that made the show a legacy. For years, it has been a showcase of young talent, a platform for students to express and transform their youthful exuberance into exquisite performances. Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin được giới thiệu những vị khách đặc biệt của chương trình. Before we get started, we'd like to introduce you to some of our distinguished guests. Ngày hôm nay, chương trình của chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Hải, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Xin trân trọng kính mời ông lên sân khấu nhận quà lưu niệm từ VN Galaxy. Vietnamese Embassy in the UK. The VN Alexi Committee would like to bestow a token of appreciation on our special guest. Please join us in welcoming Mr. Hai. Xin chân thành cảm ơn ông. Thank you. Chúng tôi cũng xin được phép gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà tài trợ đã đồng hành cùng VN Alexi suốt chặng đường vừa qua. Sự ủng hộ và giúp đỡ của quý vị đã góp phần rất lớn giúp chương trình của ngày hôm nay trở thành hiện thực. We would also like to take a moment to express our sincere gratitude to our sponsors, whose ongoing support and generosity to VN Alexi Show has been remarkable. Thank you for making this event possible. I'd like to thank Alexi Annual Fund, Viet Eats, and Fun, Dragon Capital, Bang Bang Capital, lên sân khấu nhận quà từ VN Alexi. Please welcome our sponsors' representatives on stage to receive tokens of appreciation from VN Alexi. Của After Party tại cửa trong lúc nghỉ giữa giờ hoặc sau khi chương trình kết thúc.
Mong quý vị có thể để điện thoại ở chế độ im lặng và giảm tiếng ồn sau khi chương trình được bắt đầu. The show tonight will be approximately 2 hours, including a 20-minute intermission, followed by our after-party at the LSE venue. After-party tickets and wristbands will be available for sale and collection at the gate, during the break and at the end of the show. We kindly ask that all our guests set the devices on silent mode and refrain from making loud noises during the show. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện của ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một thế giới hoàn toàn khác. Tại đây, một dịch bệnh khủng khiếp đang càn quét cả địa cầu. Sự tồn vong của loài người đang bị đe dọa bởi những sinh vật đến từ cõi chết. Trong thời kỳ kinh hoàng này, hai chị em và một nhóm người sống sót đang phải đấu tranh để cho sự sinh tồn, mang trong mình nỗi đau từ cái chết của cha mẹ và lòng hận thù. Họ bị giằng xé giữa ý chí báo thù và lòng thất ẩn trong một xã hội đã sụp đổ. Thì thế giới bị cai trị bởi cái chết. Con người không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ phải bắt đầu thực sự sống. Ladies and gentlemen, tonight we would like to invite you into a very different world. Here, the epidemic of apocalyptic proportions has swept the globe, causing the dead to rise and feed on the living. Sister and brother find themselves amongst the few survivors in this terrifying era, fighting for their lives. With the hatred and grief of the parents' death, the siblings are torn between pursuing vengeance and holding on to compassion in a crumbled society. When the world is ruled by the dead, people are forced to finally begin living. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, sau đây chương trình xin được phép bắt đầu. And now, sit back, relax, and enjoy the show.